Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện doanh môn phục quý của tác giả Vân Nghe. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. chương 286, tin vui. Ngự y vào phòng bắt mạch, rất nhanh đã khom người lui ra. Tín thân Vương Phi bước lên hỏi, sao rồi? Ngụy đáp, quận Vương Phi có hỉ mạch, nhưng phải uống thuốc giữ thai từ bây giờ đến lúc sinh không được dùng cũng phải bồi bổ cơ thể thật tốt thì mẹ con mới có thể bình an tránh suy nghĩ nhiều nghĩ nhiều hại mẫu mà thiếu máu thì không thể nuôi thai nhi kính quận vương phi thấy chân run không đứng thẳng nổi ngự y chúc mừng chu lão phu nhân chu lão phu nhân tươi cười sai thân ma ma tặng bạc cho ngày ngày kê thuốc rồi dặn dò mỗi ngày đều phải hầm đồ ăn bổ cho lâm di dùng thân ma ma bận trước bận sau tín thân vương phi cũng tươi cười bước vào dặn dò lâm di thấy lâm di mệt mỏi dã rời tín thân vương phi dẫn người rời phủ tại cửa thủy hoa kính quận vương phi lên xe ngựa ma ma bên người thị thấp giọng bẩm khang quận vương phi sai người đưa đồ tới nô tỳ đã cho người để vào thùng xe trần thị đưa đồ cho thị kính quận vương phi vẫn chưa hiểu nha hoàn vén rèm xe lên tiếng dư trong xe khiến kính quận vương phi giật nảy mình Định thần nhìn kỹ thì thấy là một người bị trói chặt, miệng bị bịt kín quỳ gối trong xe ngựa. Kính quận Vương Phi nhận ra đây là thị thiếp mà vinh thân vương tặng khang quận Vương. Kính quận Vương Phi cắn chặt răng, đưa người đưa đến xe của thị, thị sẽ phải hao tâm tổn sức bố trí. Nghĩ đến đây, trong lòng kính quận Vương Phi bỗng nổi lên một ngọn lửa, thị đá mạnh một phát vào ngực của thị nữ kia. Chu lão phu nhân trở lại tam tiền viện, ngẩng đầu hỏi thân ma ma, Ngụy nói thế nào? Người hỏi rõ ràng chưa? Thần ma ma nghiêm túc thưa, nô tỳ đã hỏi rồi, quả thật là hỉ mạch, đã mang thai hơn một tháng rồi, thời gian cũng khớp với người trước nói. Chu lão phu nhân bình tĩnh ngồi trên phản, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thân ma ma với ánh mắt sắc bén, không phải nói giỏi phụ khoa sao? Vậy sao cứ luôn miệng nói là máu tụ không thông? Thần ma ma không biết nên nói gì mới được, ai ngờ lại trùng hợp vậy đâu, sớm không có muộn không có, lại đến đúng ngay lúc này. ngài nói nếu không nhờ kịp thời uống thuốc an thai, cái thai này đã chẳng giữ được. nhưng thân mama không dám thuật lại những lời này cho lão phu nhân nghe. Nhà hoàn dâng trẻ hạt sen tới, thân mama tiến lên hầu hạ chu lão phu nhân uống. vừa uống được hai ngụm, chu lão phu nhân đột nhiên nhíu chặt mày, thân mama vội đưa khăn tay đến, chu lão phu nhân nhả hạt sen dính máu ra thân ma ma hoảng hốt vội gọi nha hoàn mang thuốc đến lão phu nhân cắn trúng miệng rồi miệng chu lão phu nhân đau nhức lại nghe thân ma ma nói như vậy bà ta vông tay lên cái bát trong tay thân ma ma lập tức vỡ nát thân ma ma giật minh bước lên thấp giọng trấn an chu lão phu nhân lão phu nhân đừng nóng lão phu nhân đừng nóng đây chưa hẳn là chuyện xấu cái thai này không biết giữ được đến lúc nào sau này thai lớn nếu lại có biển động thì sẽ ảnh hưởng đến cả người lớn ngày đã nói vậy đấy chu thập cửu nhắc lại lời dặn dò của trình ngụy cùng ma ma tại dẫn theo nhụ mẫu đến để nhụ mẫu cất hết các loại trang sức hoa cải trong hộp trên hoa cài dù ít dù nhiều đều có hương liệu đặc biệt là đồ của phủ nội vụ thường mùi thơm nước mũi cả phần hương cũng bị mang xuống hết chỉ để lại chỉ kẻ mày thôi lâm di nhìn thấy bèn cười thôi mang cả cái này đi đi Cùng ma cười đáp, quận vương gia bảo giữ tại à? Chẳng lẽ thật sự muốn vẽ mày cho nàng? Lâm Di nhìn chỉ kẻ công mày, vậy thì giữ lại đi. Cũng mama thấp giọng kể, người không thấy được nụ cười cứng ngắc của Chu lão phu nhân đâu, còn cả kinh quận vương phi nữa, đến cả phòng cũng không dám vào, chỉ đứng ngoài nhìn trộm. Chương 287: Dưỡng thai. Tín thân vương phi và kính quận vương phi đầy tự tin tìm tới tận cửa, không ngờ sẽ đổi lấy kết quả như vậy. Lâm Di cười nhìn cùng Mama, may nhờ có Mama luôn cẩn thận, nhất quyết khuyên ta mời Lang Trung đến bắt mạch. Cùng Mama đáp, đây là bổn phận của nô tỳ, làm gì có hạ nhân nào chủ tử có tin vui mà lại không hay biết chủ, trong phòng có nhiều nha hoàn, Bà tử như vậy, con nối dõi là chuyện quan trọng nhất của phủ Khang quận vương, bọn họ làm sao dám lơ là chứ? Bà tự tay lấy gối cho Lâm Di dựa vào, Ngụy đã nói rồi, từ bây giờ phải hết sức cẩn thận, người phải dưỡng thai thật tốt mới có thể mẹ tròn con vuông. Cũng ca ma đang nói thì Chu Thập Cửu bước vào, thấy thể bà bèn củi đầu lui xuống. Chu Thập Cửu ngồi bên giường, kéo tay Lâm Di, có muốn ăn gì không? Nếu đồ ăn trong phủ không ngon, ta có thể ra ngoài tìm vài đầu bếp khác về. Nói đến ăn, Lâm Di chỉ lắc đầu, đầu bếp trong phủ đã đủ rồi. Mỗi ngày đều bắt nàng ăn nhiều như thế, nếu mời thêm đầu bếp nàng không biết đến lúc sinh mình sẽ thế nào nữa. chu thập cửu nhìn lâm di trong mắt toàn là ý cười dịu dàng. thai đầu phải tĩnh dưỡng thật tốt sau này mới xuân sẻ hơn được. chàng vừa dứt lời thì quất hồng cầm một bức tranh chữ vào phòng lâm di ngẩng đầu nhìn tranh vẽ một cây lựu lớn sai chữ quả nét mực còn chưa khô hẳn hiển nhiên là chu thập cửu vừa mới vẽ. cây lựu chữ quả là biểu tượng của nhiều con nhiều cháu. Lâm Di Liếc nhìn ý cười trên miệng Chu Thập Cửu. Tin vui được báo đến phủ Quảng Bình Hầu, tiểu tiêu thị vui mừng sai nha hoàn đi chuẩn bị đồ đạc. Lão Thái Thái nhánh cả bình thản cười nói, đừng sốt ruột, đợi thêm hai tháng nữa hắn chuẩn bị. Nói đến đây tiểu tiêu thị lại buồn phiền, mùa màng không tốt, ngoài kia bệnh dịch náo loạn, có nhiều đồ muốn mua cũng không được. Lão Thái Thái nhánh cả nhìn tiểu tiêu thị, yên tâm đi, hai phù hợp lại sẽ không để Lâm Di thiếu thốn gì cả, ngoại trừ sao trên trời, muốn gì nguyên triệt cũng đều có thể tìm cho con bé hết. Ăn mặc không lo, chỉ phải nằm trên giường dưỡng thai, có điếu thuốc của trình ngày cực kỳ tốt, cả phủ vui vẻ hòa thuận, sự căng thẳng trong lòng Lâm Di dần dần vơi đi, thắt lưng cũng từ từ đỡ đau, tinh thần cũng tốt hơn nhiều. Yên ổn chưa được hai ngày thì một buổi sáng thức dậy, nàng nôn nhẹ ngay trước mặt Chu Thập Cửu khi đang xúc miệng, Linh Lung thấy vậy bèn vội mang ống nhỏ đến. Chu thập cửu mới luyện công xong, ở trước mặt Lâm Di bình tĩnh treo kiểm lên, rồi đi ngoài sai cùng ma ma mời lang chung. Cùng ma ma tươi cười nói với Chu thập cửu, quận vương gia yên tâm, đây là chuyện tốt, nôn ngén là dấu hiệu thai đã ổn định. Lâm Di bắt đầu nên liên tục, khẩu vị cũng thay đổi, những đồ ăn bình thường không thích dơ lại thèm, xong đưa đến trước mặt lại không muốn ăn nữa cùng mama sai phòng bếp đổi cách làm đồ ăn. Chu thập cửu bị cấm túc trong phủ, trở nên lười hẳn, đến thư phòng ở tiền viện cũng không buồn đi. Ban đầu phụ tá còn liên tục sai người đến hậu viện mời, dần dần cũng nản lòng. Dường như sau trận phong ba này, hoài bão và ý chí của Chu thập cửu chẳng còn được bao nhiêu cả. Chu thập cửu ở trong phủ không có việc gì làm, thế là dứt khoát khai trương sớm cửa hàng thu họa trong kinh ngày đầu tiên cửa hàng khai trương, không ít người quen tới ủng hộ, bán được mấy chục bức. Lâm Di cầm sổ sách nhìn, trong đó có một bức là do Chu Thập Cửu vẽ, nàng đánh cược với Chu Thập Cửu, bức tranh kia cùng lắm bán được 10 lượng bạc, kết quả chẳng rõ có phải do trưởng quỹ cố ý hay không mà cuối cùng bán giá 9 lượng 9. Chu Thập Cửu cười nói, 9 lượng 9 cũng không ít, ta có nghề tay trái, sau này cũng có thể nuôi gia đình, chu thập cửu muốn dỗ nàng vui chưa chín lượng chín không biết nuôi được ai nữa trong phủ yên bình nhưng không thể khiến người ta quên được mưa gió bên ngoài lâm di tựa bên giường vừa theo thùa vừa thất thần đang nghĩ gì vậy một đôi tay ôm nàng vào công lâm di cười lắc đầu mấy việc linh tinh thôi chu thập cửu vốt ve đầu món tay lâm di lâm di quay đầu nhìn chu thập cửu thấy vẻ mặt chàng thư thái Chu thập cửu là kiểu trang sĩ về già nhưng chỉ khi vẫn không giảm, cho dù già thì hoài bão vẫn hừng hực, không có khả năng ở nhà làm một tôn thất bình thường mãi. Phụ tá than thở chu thập cửu trở nên chây lười cũng chỉ là giả vờ cho phía tôn thất doanh thấy thôi. Lầm gì lấy thiếp mời từ ngăn kéo ra đưa cho chu thập cửu, một cái là quyền bạc xây tháp vàng, cái còn lại là để mở quầy cháo từ thiện. Lần mở quầy cháo trước phủ chúng ta quyện 200 lượng bạc, năm nay mùa màng không tốt, lại gặp phải bệnh dịch, chúng ta quyền nhiều hơn chút nhé. Chu Thập Cửu cười gật đầu, cứ theo sự sắp xếp của Nguyễn Nguyên. Việc nội trợ Chu Thập Cửu luôn mặc kể, kể cả việc có liên quan đến chính sự cũng đều để nàng làm. Ta định quyên góp 500 lượng cho quẩy cháo, như vậy tiền quyên xây tháp vàng sẽ không nhiều hơn, ta có nhờ vợ Nguyên Kỳ nghe ngóng giúp, chúng ta quyền thế này là được rồi. Quyên tiền xây tháp vàng cũng chừng 500 lượng, cử thể hai bên cũng đã một nghìn lượng chiếm một phần năm bổng lộc của chu thập cửu năm trăm lượng dây tháp vàng chu lão phu nhân coi trọng mặt mũi không chừng sẽ quên nhiều hơn bọn họ năm trăm lượng thì lại có thể mở nhiều quầy cháo hơn cho bách tính hôm sau tưởng thi dẫn theo mấy nàng dâu ở tôn thất doanh đến phủ nghe nói lâm di quyền cho cả hai việc mỗi việc năm trăm lượng nàng dâu bên cạnh liền nói năm trăm lượng quyền cho quầy cháo là quá nhiều Năm nay có nhiều nhà đến 200 lượng như mọi năm cũng không quyên, có nhà quyên 100 lượng, cũng có mấy nhà quyên 50 lượng, có nhà một đồng cũng không quyền, quyền hết cho việc xây tháp vàng. Tín thân Vương Phi mời trụ trì nổi tiếng, tiêu hơn một vạn lượng bạc cho việc cúng bái. Tưởng thì cũng nói, hàng năm sẽ mở quầy cháo trong một tháng, còn phải phát gạo nữa, nhưng e rằng năm nay không phát gạo được rồi, quầy cháo có mở qua năm được hay không còn chưa biết không chỉ thể, quan lớn trong kinh đều không mở quê phát cháo, vì góp tiền xây tháp vàng hết rồi, bằng không thì lấy đâu ra một vạn lượng bạc cho việc cúng bái. Số tiền đó cho dù xây mấy pho tượng Bồ Tát bằng vàng cũng đủ, tuy từ trước đến giờ quý tộc thể ra mở quẩy cháo chỉ để lấy tiếng tốt, dân chúng cũng được lợi, bây giờ xây tháp vàng cũng để cầu tiếng tâm, nhưng vẫn chỉ là dùng tiền đắp lên tượng đất mà thôi. Nói cho cùng thì cũng chỉ vì lấy lòng hoàng thượng, mọi người đều thuận theo chiều gió, người không biết thời thế như bọn họ quả thật không nhiều. Lâm Di nhìn từ danh sách trong tay tưởng thị, bảo cùng ma ma cầm thẻ bài của nàng đi lấy bạc rồi kiểm kê với nàng dâu đi cùng tưởng thị, tưởng thị thì ở lại trò chuyện với Lâm Di. Kính quận vương giữ thị nữ kia lại trong phòng rồi, kính quận vương phi đã quen xử lý loại chuyện nội trạch này rồi, bây giờ đối nghịch với kính quận vương thì không tốt, chẳng bằng đợi khi trượng phu hết hứng thú hằng nghĩ cách đuổi thị nữ kia đi sau. Kinh quận Vương Phi tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, lại còn có thể cứu vớt chút thanh danh. Tưởng thị cười nói, loan truyền khắp tôn thất rồi, ai cũng nói có tiền là tiên, đến một thị nữ cũng hiểu được phải trèo lên cao, chẳng trách tín thân vương lại che chở cho kính quận vương. Có thể lan nhanh như vậy đều nhờ hạ nhân truyền miệng qua lại cả, lâm di nhìn tưởng thị, mấy ngày nay vất vả cho tỷ rồi. Tưởng thị nhoèn miệng cười, nói gì vậy, muội mà không có thai thì sao đến lượt ta ra tay chứ? Lâm Di nghĩ đến kiếp trước được cả nhà tưởng thị giúp đỡ, thật sự không ngờ mình và tưởng thị thề mà đã có hai kiếp thân quen. Tưởng thị và Lâm Di đổi đề tài sang chuyện riêng, không biết bao giờ quận vương gia mới có thể phục chức nữa. Chức vị này của Chu Thập Cửu không hề dễ ngồi. Tưởng thị nói, mỗi ngày Nguyên Kỳ trở về đều kể về chuyện trong chiều. Ta nghe không hiểu lắm, nhưng chỉ cần ta nhắc đến tin tức của quân vương phủ là chàng ấy lại sốt ruột không chịu được. Sắp đến thời điểm quan trọng rồi mà chuyện của đạo sĩ vẫn chưa có kết quả, cũng không thể cấm túc chu thập cửu mãi như vậy, chu Nguyễn Cảnh phạm tội giết người mà cũng chỉ bị bắt giam thôi. Lầm gì nhớ đến ngũ vương gia, nếu hắn thật sự dứt khoát thì đã sớm tìm kiếm thi thể đạo sĩ để công kích chu thập cửu tiện thể tôi cả hoàng hậu nương nương xuống nước luôn bây giờ hắn vẫn không ra tay đơn giản là vì sợ đạo sĩ kia vẫn còn sống tương lai sẽ có lợi cho chu thập cửu lúc cần quyết đoán tại không quyết đoán thì nhất định sẽ xảy ra tai hỏa cho dù hiện tại chiếm ưu thế chưa chắc hắn ta đã là người cười cuối cùng chính vì vậy chu thập cửu mới có thể ngồi yên trong phù quầy cháo trong kinh dần dần được dựng lên dân tị nạn và bách tính nghèo khó lập tức vây chung quanh mấy nồi cháo lớn nóng hôi hồi dân tị nạn từ phía tây đi tới phía đông bưng bát mẻ đứng xếp hàng khắp nơi hạ nhân phát cháo ăn mặc chỉnh tề đứng ở bên chờ dân tị nạn dập đầu hành lễ năm nay ngoại trừ hạ nhân nấu cháo gia chủ mây nhà im lìm lân cận đều không dám lộ diện cứ như thể hai ngày sau môn quan và ngự sử cũng bắt đầu phát cháo những lão thần trước đó liều chết khuyên can giờ lấy cả tiền để dành lo tang sự ra mua gạo nấu cháo. Cứ như thế, tất cả dân tị nạn và bách tính đều tới chỗ môn quan lấy cháo. Quầy cháo của tôn thất doanh và nhóm huân quý lại lác đác chẳng có mấy người. Khi nào quầy cháo phía môn quan phát hết rồi thì mới có người lục tục lại đây. Tôn thất doanh đã bắt đầu xây dựng tháp vàng, thái hậu nương nương ban thường kinh thư và áo cả sa, quan lại quyền quý đều tới chúc mừng đến khi phía ngũ vương gia cảm thấy nên bớt vô trương thì huyết thư của khoa đảo đã được đưa tới dưỡng tâm điện tấu trương và huyết thư được dâng lên trên dưới phủ quảng bình hầu cả đêm không ngủ hôm sau tin tức nhị vương gia tiền cung từ sớm quỳ gối trước của dưỡng tâm điện lập tức được truyền ra chu thập cửu nói nhị vương gia xin được xuống tóc quỳ y cầu phúc cho hoàng thượng bệnh của hoàng thượng là do y mà ra tội không đáng tha thử nên y nguyện chuộc tội cả đời nhị vương gia có tội gì chỉ vì thứ tự đứng trước mà bị đổ oan là muốn đạt chữ vị bây giờ nguyện lòng quy y cửa phật nghĩa là không còn tư cách được lập làm chữ quân nữa như vậy rất nhiều lời đồn đại đều sẽ được giải quyết một cách dễ dàng hoàng thượng sẽ mặc kệ không quan tâm sao nếu nhị vương gia thật sự xuất gia hoàng hậu nương nương lại bị phế vậy ngũ vương gia và thục phi nương nương đại thắng thật rồi nhị vương gia vừa xin như thế toàn kinh thành đều trở nên yên tĩnh, đến chư hoàng thượng đế nhị vương ra xuất cung, cũng truyền chi lệnh toàn bộ văn võ bá quan ngày mai vào cung thượng triều. Thánh chỉ vừa được ban xuống, bên phủ Quảng Bình Hầu cập tức báo tin rằng hoàng thượng triệu gấp Quảng Bình Hầu vào cung rồi. Nhất định là vì chuyện huyết thư. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. Chương 288: Phản kích. Trần Doãn Viên chờ trong cung chừng 2 canh giờ, phía Lâm Di không hề nghe được tin gì. Chu Thập Cửu gặp phụ tá tại tiền viện, một lát sau ma ma ở tiền viện quay lại bảo, quận vương gia không thể quay về, bảo quận vương phi nghỉ ngơi sớm, đừng chờ nữa à. Tình hình đang căng thẳng, mấy phụ tá kia tất nhiên sẽ không để Chu Thập Cửu đi. Lâm Di gật đầu, cho nha hoàn vào hầu hạ mình rửa mặt rồi đi ngủ. Đến khi trời sắp sáng bên cạnh mới có tiếng động, Lâm Di mở mắt ra, Chu thập cửu đang cởi áo, sau đó kéo chăn chui vào. Một lúc nữa bà tử sẽ tới đánh thức rồi, Lâm Di chuẩn bị đứng dậy, ta đến buồng sưởi, quận vương ra ngủ một lúc đi. Chu thập cửu mỉm cười kéo Lâm Di vào lòng, kề tay nàng nói khẽ, chẳng có mấy ngày được ngủ ngon nữa đâu, không chừng hai ngày sau lại phải thương chiều rồi. Tuy là vậy, nhưng vẫn không thể quá xuồng xã, Lâm Di ăn mặc chỉnh tề, đi tới buồng sưởi thiêu thùa. Phù Quảng Bình Hầu gửi tin báo rằng Hoàng thượng Triệu Quảng Bình Hầu đến dưỡng tâm điện hồi bầm lại chuyện ở khoa đảo, sau đó không nói gì thêm mà cho về luôn. Hoàng thượng chỉ mới khỏe hơn chút, hắn vẫn chưa thể nói chuyện được. Lâm Di gật đầu, dẫu sao việc triều đình cũng chẳng phải là thủ phụ nữ trẻ em có thể hiểu được. Ngay sau đó cùng mama nghe được tin tức về quẩy cháu tới kể, sáng sớm hôm nay nhà nào cũng phát cháo, còn nhiều hơn so với mọi năm cũng bắt đầu phát gạo cho người nghèo rồi. Có người trong nha môn đi kiểm tra nên mọi thứ đều ổn. Bởi vì khoa đảo dâng tấu trương lên, nên hôm nay tảo chiều như bình thường, mọi người đều làm ra vẻ, quyền quý trong kinh cũng đã quen với loại mánh khóe như vậy rồi. Một lúc sau tưởng thị tới nhà, bên phủ kính quận vương đang ẩm ý, tưởng thị cười nói với lâm di, chị dâu của kính quận vương phi khóc lóc trong phủ, đòi chết trước mặt thị. Thứ mà cả nhà kính quận vương toan tính là tiền của. Bây giờ ca ca của kính quận vương biết mình bị đệ đệ lợi dụng, đương nhiên sẽ tìm mọi cách để chốt dân. Lúc nãy tới ta có thấy hạ nhân của kính quận vương ra đi mời lang chung, ta sai người nghe ngóng mới biết, chị dâu của kính quận vương đâm đầu vào lưng kính quận vương phi, bây giờ đến cả đứng lên kính quận vương phi cũng không đứng nổi. Lúc này kính quận vương ra không dám để lộ ra ngoài, chỉ có thể tìm mọi cách chấn an ca ca và tẩu tử mình, kinh quận Vương Phi cũng chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Lúc tính toán người khác thì phải ổn định nhà mình trước, tránh cảnh tính toán người khác không thành mà hậu viện nhà mình tại nồi cửa. Lâm Di và Tưởng Thị nhìn nhau cười rồi chuyển sang nói về việc nhà như thường lệ, sau một chén trà Tưởng Thị vẫn đứng ngồi không yên, thở dài một hơi, không biết bao giờ mới có tin tức đây. Chẳng ai chắc chắn được rằng mình sẽ thắng cả. Uống thuốc xong, Lâm Di cùng tưởng thị bàn về số hoa văn cửa hàng thiêu mới đưa tới. Hai người đang nói cười, cùng mama tiến lên báo, người của chân gia tới, nói muốn gặp quận Vương Phi à. Lâm Di hỏi, đã đến chỗ lão phu nhân chưa? Cùng mama lắc đầu, thưa vẫn chưa, chân lão thái thái và chân thái thái chờ ở cổng, chỉ nói muốn gặp quận Vương Phi thôi. Lạ thật, người nhà họ chân có đến thì cũng để gặp chu lão phu nhân chứ. Sao lại trực tiếp đến tìm nàng? Lâm Di do dự một lúc. Tưởng thị nói, không thì muội cứ lấy cớ trong người không khỏe, bây giờ ai cũng biết muội đang ở nhà dưỡng thai, chưa kể quận vương gia cũng đang bị cấm túc trong phủ, nội viện không tiện gặp khách nữ. Lâm Di thấy như vậy cũng có lý, nên bảo cùng mama, cứ nói thế đi, thuận tiện sai người báo với Chu lão phu nhân một tiếng. Chân gia là thông gia của lão phu nhân, chân gia đến nhà nàng thoái thác thì thôi, nhưng chu lão phu nhân vẫn nên ra mặt. Cùng ma ma đích thân ra ngoài truyền lời của Lâm Di cho người chân ra, ai ngờ người chân ra khăng khăng không đi, cùng ma ma đành phải quay về báo, họ không chịu đi à, thân ma ma tới mời họ cũng không vào, chính miệng chân lão thái thái nhờ vả nô tỳ quay lại bẩm báo. Chân lão thái thái là mẹ của chân thị, vừa có quan hệ là thông gia vừa là trưởng bối. Nói thế nào cũng không thể để bà ấy đứng ngoài mãi như vậy. Đã nói rằng ta đang dưỡng thai chưa? Cùng mama đáp, nói rồi à? Trần lão thái thái nói sẽ không để quận vương phi quá mệt. Vậy thì hết cách rồi, Lâm Di đành phải nhìn cùng mama, đi hỏi lão phu nhân xem bây giờ phải làm thế nào. Ta có nên gặp hay không? Trần gia đến là vì Chu Nguyễn Cảnh, nàng gặp hay không gặp đều khó xử, chẳng bằng để lão phu nhân quyết định đi như vậy nếu muốn tiếp tục từ chối thì cũng có cớ để nói. Cùng mama vâng lời lui xuống, tưởng thị nhấp một ngụm trà, ta cũng nên đi thôi, tránh để chân ra khó nói chuyện. Lâm gì cũng không giữ tưởng thị lại, sai bạch thực tiễn nàng ấy ra cửa. Tưởng thị đi rồi, cũng mama quay lại thưa, lão phu nhân nói không biết quận vương phi đã ăn ngon miệng tại chưa. Dù thế nào thì đây cũng là phủ khang quận vương, nàng không thể để chân ra đứng bên ngoài chờ mà không gặp được. Lâm Di nói, mời họ vào đi, dứt lời nàng sai quất hồng lấy giày vải từ trong hòm ra, chân ra giờ đang đau còng vì cái chết của cô nãi nãi nhà mình, nếu nàng mặc đồ quá tươi sáng sẽ khiến người chân ra sinh hiềm khích. Trần lão thái thái được mời vào, thấy Lâm Di thì vội vàng hành lễ, Lâm Di không tiện xuống giường, vội sai cùng ma ma nâng bà ấy dậy. Chân lão thái thái mặc y phục ngấm màu xanh lá, vóc người nhỏ gầy, non rất tiêu tụy, chân thị được di truyền điểm này. Bà ngồi xuống, lôi khăn ra lau khóe mắt, quận vương phi đừng trách lão thân không biết tốt xấu, lúc này lại đến tận cửa làm phiền. Lâm gì đáp, sao lão thái thái thông ra lại nói vậy chứ? Trong mắt chân lão thái thái chất chứa buồn thương, nếu chuyện này không nhất định phải do quận vương phi đứng ra phân xử, ta cũng không dám mặt dày tìm tới đâu. Lầm gì đang muốn hỏi sao lại thế thì bà ấy đã khóc nói. Cô nãi nãi nhà tôi số khổ, thi thể rõ ràng đang ở trong nha môn, vậy mà. Vậy mà, lầm gì hơi kinh ngạc, chẳng lẽ thi thể của chân bị bị mất. Đây là chuyện lớn, phải biết rằng bản án này vẫn chưa được xử, giờ lại đánh mất thi thể, nha môn khó mà được tha tội. Câu tiếp theo của chân thái thái tại càng khiến người ta kinh hãi hơn, đầu bị người ta cắt mất. Ngộ tác không cách nào tiếp tục nghiệm thi, vụ án này không phân đen trắng được nữa. Ngộ tác, người khám nghiệm tử thi. Trần Thải Thải nói đến đây thì khóc nghẹn ngào, Trần Lão Thái Thái cũng gắng gượng lắm mới nhịn được. Trong phòng chim trong bầu không khí buồn thương. mươi 289, Phản Kích. Chết rồi còn không được toàn thây, Trần Thị dù sao cũng là nữ quyến tôn thất, sao lại có kết cục như vậy chứ? Lâm Di nắm chặt lò sưởi trong tay, hồi lâu sau mới nói, ngộ tác từng nghiệm thi, hắn cũng đã điền xong phiếu nghiệm thi, Trần Thái Thái nói, Thuận Thiên Phủ không thấy phiếu nghiệm thi đấu nên đi báo cho Tông Nhân Phủ, trở lại thì thấy thi thể đã. Rõ ràng là có người cố ý làm, người đang yên lành tự nhiên mất, bây giờ đến thi thể cũng thiếu sót không đầy đủ, rốt cuộc là có cửu hận gì mà cả người chết cũng không tha vậy. Càng nói giọng chân thái thái càng lớn, đoạn cuối giọng sắc bén đôn dễ sợ. Trần gia không muốn gặp Chu lão phu nhân, chắc hẳn cho rằng Chu lão phu nhân muốn giải vây cho Chu Nguyễn Cảnh nên mới dùng biện pháp đó. Trần Thái Thái òa khóc, cô nãi nãi nhà tôi gả tới đây, tốt xấu gì cũng được sinh con nối dõi cho nhà chồng. Sao có thể tàn nhẫn như vậy? Dù cho phạm nhân tội ác tay trời bị tử hình cũng phải được chôn cất toàn thây mà. Nếu sớm biết là trứng trọi đá, chúng tôi đã không báo quan làm gì để phải náo loạn đến nước này người chân ra khóc lóc kể lể trước mặt nàng như vậy chẳng lẽ muốn nàng ra mặt cho họ nàng đâu có bản lĩnh như vậy chứ chân lão thái thái ngậm nước mắt nhìn chân thái thái cẩn thận làm quận vương phi động thai nghe vậy chân thái thái mới cố gắng nuốt nước mắt ngược vào lâm gì ngơ ngác nhìn chân lão thái thái người cũng biết đấy bây giờ quận vương ra bị cấm túc trong phủ tình hình ở tông nhân phủ chúng ta lại càng không rõ. Quan binh canh giữ bên ngoài chính là người của tông nhân phủ đấy, ta muốn giúp cũng không biết giúp thế nào, nếu người nói muốn có người chăm sóc toàn ca thì còn lão phu nhân nhà ta mà. Nghe lầm gì nhắc đến chu lão phu nhân, chân lão thái thái không nhịn được cười khẩy, cũng không sợ quận vương phi chê cười, lúc trước con gái ta ở cái nhà này phải chịu không ít ấm ức, quận vương phi vào cửa muộn nên không biết thôi chứ ta biết rõ thủ đoạn của lão phu nhân mà. Chúng ta chịu mọi ấm ức để cầu toàn, chẳng ngờ tới lại có kết quả như ngày hôm nay. Tội chu Nguyễn Cảnh giết vợ vốn đã được định rồi, vậy mà bà ta vẫn có thể đảo ngược, bây giờ ai cũng nói con gái ta khắc chồng. Ghen tuông nên mới khiến cho Chu Nguyễn Cảnh chịu tai ương phải vào lao mục. Quả là trò cười, người đã chết mà còn phải đeo danh khắc chồng, rốt cuộc là ai khắc ai chứ? Quận Vương Phi hôm con gái ta chết người cũng ở đó, ta không mong gì cả, chỉ xin quận Vương Phi nói ra lẽ phải, con gái ta rốt cuộc là đâm đầu vào tường mà chết hay là do người ta đánh chết. Để nàng nói ra lẽ phải. Lâm Di nhìn chân lão thái thái, ánh mắt hai người giao nhau nhưng nàng không nói nên lời, bên ngoài bỗng có người quát, kẻ nào đang lén lút ở đó đấy. Lâm Di nhíu mày nhìn ra cửa sổ. Lúc này cùng mama vội bước vào thưa lão thái thái bên thông gia ơi người tha cho quận vương phi nhà chúng tôi đi quận vương phi nhà tôi vất vả lắm mới hoài thai vài ngày trước tín thân vương phi mời ngày tới chân chị nói phải điều dưỡng thật tốt mới bình an sinh con được cho dù người sốt ruột đến thế nào thì vẫn có cách khác lúc ấy trong phòng không chỉ có quận vương phi nhà tôi mà còn có nhị thái thái nữa cùng ma ma lâm di giận tái mặt cũng ma ma tự biết mình nói sai vội vàng đứng sang một bên trên mặt chân thái thái xuất hiện nụ cười mỉa mai mẹ à con dâu đã nói đến cầu xin cũng vô dụng mà sẽ chẳng có ai giúp đâu không phải mẹ nói quận vương phi xuất thân danh môn quảng bình hầu đến cả huyết thư cũng dám dâng lên quận vương phi nhất định sẽ nói lẽ phải giúp chúng ta sao trước khi chết chân thị còn bày kế vu oan nàng tư thông với tề trọng hiên sau đó bị nàng phản kích rồi vợ chồng không hòa thuận lúc đó chân thái thái tới nói tốt cho thị ta thị ta vẫn thẳng tưng không nhận lỗi bây giờ chân gia tại đến đây vừa đấm vừa xoa cầu xin nàng nhà họ đúng là không còn gì để nói chân lão thái thái trách chân thái thái không được nói bậy rồi bà tại quay đầu trông mong nhìn lâm di là do chúng ta làm khó quận vương phi chân thái thái cắn chặt răng một cúc sau lại không cam lòng nói có những chuyện con dâu không nói không chịu được, hôm nay phải nói ra để quận vương phi có suy xét. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. Chương 290, lật thế cờ. Trần Thái Thái nhìn thoáng qua hạ nhân trong phòng, Lâm Di thấy thế bèn gật đầu với Củng Mama. Củng Mama dẫn theo đám nha hoàn lui ra ngoài, giờ Trần Thái Thái mới nói, chẳng lẽ quận vương phi không nghĩ tới, nếu lần này quận vương phi không mang thai thì sẽ thế nào? chẳng cần nói ai khác, chỉ cần nói con dâu chân ra chúng tôi thôi. Nếu có hỉ mạch thì trong nhà từ lớn đến bé đều cẩn thận vô cùng, trưởng bối trong nhà càng cầu thần bái Phật dữ hơn, mang thai ba tháng đầu không thể để người ngoài biết, làm gì có vị trưởng bối nào không biết mấy quy định này cơ chứ. Ví như nhị thái thái nhà người cũng hơn ba tháng mới cho mọi người biết đấy thôi, tôi dám chắc chu lão phu nhân đã biết từ lâu rồi, chẳng qua giấu giếm cho con dâu thứ thôi để cho cái thai ổn định hơn một chút hơn nữa quận vương phi nghĩ mà xem nào có trưởng bối nhà ai không che chở vãn bối đâu thế nhưng từ lúc người gả vào nhà họ chu lão phu nhân có từng ra mặt che chở người lần nào chưa nếu có thì người đã chẳng phải mệt nhọc như bây giờ đến mức suýt chút nữa bị động thai khang quận vương chịu ơn của thúc thẩm sau khi thành thân phụng dưỡng thúc thẩm là phải bây giờ chi khang quận vương chỉ còn mỗi quận vương ra thôi người mà không thể giúp quận vương ra con đàn cháu đống thì phải nhận con nuôi bên ngoài. Người nghĩ đi, chi gần nhất là nhà ai? Chu phu nhân cười với giọng điệu mỉa mai, lần nào về thăm nhà ngoại cô nãi nãi nhà tôi cũng nói thế. Nếu không có chúng tôi khuyên can đừng bao giờ làm thế thì có lẽ cô nãi nãi nhà tôi đã hùa theo rồi. Trần Thị có định làm thế hay không thì lâm di rõ nhất. Bây giờ chân gia tỏ ra đứng về phía nàng, chỉ đơn giản là muốn để chân thái thái nói những lời tôi nói đều là sự thật. Năm xưa chân ra tôi đâu muốn kết nối thông gia này, đều do chu lão phu nhận biết cách nói chuyện. Bây giờ người nhìn tình cảnh bây giờ đi, trưởng bối chỉ cần hơi hiểu ly lẽ thì đã chẳng ra tay độc ác như thế. Hơn nữa quận Vương Phi nghĩ mà xem, nào có trưởng bối nhà ai không che chở vãn bối đâu. Thế nhưng từ lúc người gà vào nhà họ chu, lão phu nhân có từng ra mặt che chở người lần nào chưa? nếu có thì người đã chẳng phải mệt nhọc như bây giờ đến mức suýt chút nữa bị động thai khang quận vương chịu ơn của thúc thẩm sau khi thành thân phụng dưỡng thúc thẩm là phải nhưng ai biết họ có nhận nhân tình này không tôi nghe nói lão phu nhân dẫn toàn ca về phủ còn bảo quận vương phi giúp đỡ trông nom viện lý do vì chu nhị thái thái mang thai phải nghỉ ngơi thật tốt nhưng bây giờ quận vương phi người cũng mang thai chẳng phải toàn ca vẫn ở lại trong phủ ư đúng là lão phu nhân nhà người có công nuôi dưỡng quận vương gia những đại lão gia nhị lão gia chính là con trai ruột thịt chịu công sinh công dưỡng tại sao giờ đều không phụng dưỡng phụ mẫu những lời này đều chạm tới tâm sự của những con dâu mới như lâm di nếu như trong lòng lâm di có uất ức thì chắc chắn bây giờ đều bị khơi ra từng câu từng chữ chân thái thái nói đều là sự thật chẳng qua nàng chẳng thèm để ý mấy chuyện này bởi vì nàng chưa từng xem lão phu nhân như một thấm nương phải phụng dưỡng thật tốt. Ngay từ khi bắt đầu nàng đã biết rằng chu lão phu nhân chẳng có tấm lòng hiện tư của trưởng bối, cho nên cũng không thèm để ý tới chứ đừng nói là thấy uất ức. Mà nhà họ chân mấy năm nay nịnh nọt lấy lòng chu lão phu nhân không ít, bây giờ nói ra mấy lời này đều là xuất phát từ đáy lòng cả. Ban đầu nhà họ chân nhắm vào nàng mà tới, nhưng tình hình bây giờ thì lại thành nàng ngồi xem trò vui chân thái thái vừa dứt lời bên ngoài vang lên tiếng của quất hồng quận vương gia trong phòng có khách nữa dường như chân lão thái thái bắt được tín hiệu lập tức gào khóc bây giờ chúng ta không thể cầu xin ai được nữa viết tấu trương cũng chẳng đưa được đến trước mặt thánh thượng nếu như quận vương gia và quận vương phi có thể giúp đỡ già trẻ lớn bé của chân gia sẽ vô cùng cảm kích dứt lời bà ấy ra vẻ như muốn quỳ xuống Lâm Di không thể không vội vàng đứng lên gọi cùng Mama đến đỡ chân lão thái thái dậy. Lâm Di đành nói, lão thái thái thông ra, người cần gì phải làm thế, đại thái thái không chỉ là chị dâu ta, mà đại lão gia cũng là đại bá của ta, người cũng biết chuyện này khó xử, sao còn đến đây cầu xin ta. Chân lão thái thái nghe thấy thể thì mừng thầm trong lòng, chỉ cần quân vương phi không nói giúp cho Chu Nguyễn Cảnh, ít nhất người bên ngoài sẽ hiểu rằng trong vụ này có điều gì đó kỳ quái. Thử bọn họ chính là muốn thái độ này của Khang quận Vương Phi, cũng muốn mượn lần ẩm ý này để khiến cho người trong kinh thành đều biết. Một lúc sau Bạch Thược lại bưng thuốc vào, cùng mama cầm gối cho Lâm Di muốn để nàng nghỉ ngơi, người nhà họ chân cũng đã nói hết những lời cần nói, không có chuyện gì khác nên cũng đứng dậy chào ra ngoài. Người nhà họ chân vừa đi, Lâm Di quay người sang nói với cùng Mama, thuật lại hết những gì người nhà họ chân nói với lão phu nhân. Nàng chẳng cần phải thay chu lão phu nhân xử lý chuyện này. Cùng Mama ra khỏi phòng, quất hồng bưng nước ấm tới để cho Lâm Di xúc miệng. Lạ thật, sao người nhà họ chân lại tới phòng quận Vương Phi nói những thứ này chứ? Nếu tới phòng của chu lão phu nhân làm ầm làm ý, với cái tính khẩu Phật tâm xà của chu lão phu nhân chắc chắn người nhà họ chân chẳng thể nào nói thẳng hết ra như vừa nãy không chừng còn bị mang tiếng là bắt nạt chu lão phu nhân nữa đến phòng của nàng thì khác nàng sẽ chẳng hông hách ngăn cản họ cho dù ra sao thì người nhà họ chân cũng đã hùng hồ tức giận tìm tới phủ tiếng tốt không vang nhưng tiếng xấu đồn nghìn dặm e rằng bây giờ rất nhiều người trong kinh thành đã biết tin này rồi chu lão phu nhân một lòng tỉnh toán cho chu nguyễn cảnh chẳng thèm bận tâm đến lập trường của nhà họ chân. Nhưng như thế cũng dễ cho nàng hơn, để người ta truyền ra vài lời cảnh báo với nhà họ chân. Nếu như Chu Nguyễn Cảnh được ra khỏi ngục, thì không chỉ là chân thị chết uống phí, mà chuyện này cũng sẽ bị lật lại, là do chấn thị ghen tuông bậy bạ mới làm phu quân mình gây ra họa lớn như thế. Lúc trước chân gia cũng là danh gia vọng tộc, mấy năm nay không có con cháu vào chiều làm quan cao nên mới xuống dốc. Bây giờ họ chỉ còn có thể dựa vào quan hệ thống gia để giữ phú quý. Nếu như mất cả thanh danh thì còn danh gia vọng tộc nào dám kết thông gia với nhà họ nữa. Lúc đó chân Gia sẽ mất hết hy vọng, vì vậy họ thà làm mít lòng tôn thất cũng muốn giữ lại thể diện cho mình. Lâm Di đang suy nghĩ thì Chu Thập Cửu bước vào. Lâm Di ngẩng đầu lên, nhà họ chân nói thi thể của đại tàu xảy ra chuyện, đầu lâu bị mất rồi. Chu Thập Cửu không hề kinh ngạc nói cách khác, Chu Thập Cửu đã biết từ trước rồi. Lâm Di lập tức hiểu ra, là Chu Thập Cửu khiển nhà họ chân chẳng còn đường lui nữa. Thuận Thiên Phủ và Nhân Tông Phủ kề nhau nên rất có thể thi thể chưa được đưa qua ngay. Tông Nhân Phủ vốn có ý che chở Chu Nguyễn Cảnh, cứ thế mọi người sẽ cho rằng Tông Nhân Phủ cố ý hủy thi thể. Trần Thị bị cắt đầu vốn do Tông Nhân Phủ gây nên. Tất cả đầu mũi tên đều chỉ về phía tín thân vương, tín thân vương phi từng vào cung cầu xin thái hậu cho chu nguyễn cảnh sau đó còn có chuyện kinh quận vương phi đến phủ khang quận vương ầm ĩ một phen liên kết tất cả mọi chuyện lại giờ khắc này phủ tín thân vương như bị người khác ném vào trào dầu vậy phần này đến đây là hết nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn